đầu tôi vào tôi tưởng là khách có hãng còn ăn nữa. Cái ông tôi đã cầm điện thoại tôi bảo là khách của tôi đéo ăn. Thế rõ ràng là thế là có nghĩa là làm cái nhưng mà thằng ấy như nào người của Trung Nam hay là cũng là thằng đi ăn không? Thằng phụ Trung Nam thì đi. Tôi nhìn thấy tôi ngồi ngay đấy mà. Nên nó tắt nguồn đi luôn à? Thằng mất này cũng cùng với An. Đến lúc ra hai thằng nói chuyện thì kiểu nói giọng Nghệ An mình giống như An gì à? Kiểu nói gì mà. Giờ nó có đi không mày? Chưa ăn. Ơi. Gì? Sau giờ 40 rồi thì mẹ mày cái tính mày tập thích ngay rồi. Cái gì vậy? Chờ. Thank you.
ngoại nó lại thay đổi tư thế chứ. Thằng trời ơ và chắc quá. Cái sáp Norea này dùng đi không? Nó bị khô quá không?